Thanh niên 23 tuổi người Vancouver khai trương xe tải ẩm thực Việt Nam. Tin từ Vancouver, Canada. Anh Kevin Thạch chỉ mới 23 tuổi, nhưng hồi tháng trước anh vừa cho ra mắt chiếc xe ẩm thực Việt Nam đầu tiên tại trung tâm thành phố Vancouver. Anh Thạch cho biết cha mẹ của anh tị nạn từ Việt Nam và mở nhà hàng phở Thái Hòa của riêng họ trên Kingsway vào năm thập niên 90. Món ăn cổ điển Việt Nam gắn liền với tuổi thơ này đã truyền cảm hứng cho anh, đặt ra tham vọng và bắt đầu việc kinh doanh riêng của bản thân. Anh Thạch dành cả tuổi thơ trong bếp, nơi mà tất cả mọi người đều phải thụ việc. Anh Thạch cho biết ban đầu anh từng có do dự đôi chút về việc theo đuổi giấc mơ này. Anh muốn hoàn toàn chắc chắn rằng đây là con đường tốt nhất dành cho anh. Kính thưa quý vị, anh ấy từng nhận làm việc tại một công ty nhưng cũng sớm bỏ việc vì dành phần còn lại của cuộc đời trong văn phòng không phải là điều anh muốn làm. Mặc dù chỉ mới tham gia vào làng xe ẩm thực, nhưng anh Thạch cho rằng anh nhanh chóng nổi tiếng với các món bánh mì của anh. Món ưa thích mà anh bao gồm bánh mì kẹp thịt gà nướng sả, bánh mì thịt bò nướng áp chảo, bánh mì thịt viên, bánh mì đậu phụ cho người ăn chay. Một món khác trong thực đơn là bánh mì ăn sáng, bao gồm hai quả trứng rán và thịt ba chỉ xông khói chiên. Xe Nami hiện nay đang hoạt động tại đường West Georgia và Granville. Kính thưa quý vị, anh Thạch đang có kế hoạch mở một chiếc xe tải ẩm thực thứ hai vào khoảng tháng 8 tại đường Davie và Burra.